Quý vị đang theo dõi tin tức thời sự chính trị trong nước trên nền tảng kênh tin tức mới 365. Ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Điểm tin chính. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh tin tức mới 365. Phẫu thuật mặt để chống triển á, nhưng người phụ nữ vẫn không toàn nguyện. Thêm chủ tịch kế nhiệm Đỗ Thành Nhân tại Louis Houding bị truy tố. Mở cửa sớm mà sao du lịch vẫn đổi sổ. Vụ trưởng vận động hơn 1 tỷ đồng mua trang thiết bị sai quy định, thành lập đoàn thanh tra. Phẫu thuật mặt để trốn trì nã, nhưng người phụ nữ vẫn không toàn nguyện. Kính thưa quý vị, ngày 17 tháng 12, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Phú Thượng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Trần Thị Thủy, sinh năm 1984, nơi ở trước khi trốn là xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Theo hồ sơ, ngày 16 tháng 1 năm 2007, Trần Thị Thủy bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Với hành vi chiếm đoạt số tiền 266 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hà, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Hải Hưng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an như liên tục thay đổi chỗ ở, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt để thay đổi đặc điểm nhận dạng và làm căn cước công dân với tên gọi khác để che giấu thông tin nhân thân của mình. Đến giữa tháng 12 năm 2022, Công an phường Phú Thượng bắt giữ đối tượng Thủy tại một khu chung cư trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Công an quận Tây Hồ đang làm thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định. Thêm chủ tịch kế nhiệm Đỗ Thành Nhân tại Louis Houding bị truy tố. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán do nhóm Đỗ Thành Nhân thực hiện, sau hơn nửa năm điều tra, tiếp tục có 3 bị can mới, trong đó có chủ tịch Louis Houding Vũ Ngọc Long. Theo thông tin bất thường được công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang, Angimix, mã chứng khoán là AGM vừa công bố, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán, trong đó có ông Vũ Ngọc Long là thành viên hội đồng quản trị của Angimix. Về phía Angimix cho hay, ông Long đã gửi đơn đề nghị từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Angimix đã tiếp nhận đơn này vào ngày 9 tháng 12, đã công bố thông tin và sẽ trình đại hội đồng cổ đông phê chuẩn trong cuộc họp sớm nhất. Angimix cũng đã khẳng định mọi hoạt động của công ty vẫn đang diễn ra bình thường. Bên cạnh Angimix, ông Vũ Ngọc Long còn đảm nhiệm chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị Louis Houding kể từ tháng 4, thay thế cho ông Đỗ Thành Nhân đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Ông Nhân đã bị khởi tố và tạm giam do có liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại các đơn vị Louis Houding, Louis Capital, Louis Land và các đơn vị có liên quan. Trong một động thái khác, công ty cổ phần Louis Capital, mã chứng khoán là TGG, cũng công bố thông tin liên quan đến việc ông Ngô Vũ Thục bị truy tố về tội thao túng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, Louis Capital tiếp nhận thông tin này thông qua báo chí. Nguyên nhân là tính đến ngày 16 tháng 12, thì Louis Capital vẫn chưa nhận được văn bản quyết định khởi tố ông Ngô Thục Vũ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Ông Vũ được cho biết đang là thành viên hội đồng quản trị công ty, nhưng đã nộp đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 28 tháng 7. So với kết luận điều tra lần trước, thì tại kết luận điều tra lần này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can, tăng 3 người, với các bị can bao gồm Đỗ Thành Nhân, chủ tịch công ty cổ phần Louis Houding, Louis Capital và Louis Land, Đỗ Đức Nam, tổng giám đốc công ty chứng khoán Chí Việt, công ty Chí Việt, Lê Thị Thu Hương, phó tổng giám đốc công ty Chí Việt, Lê Thị Thủy Liên, nhân viên công ty Chí Việt, Trịnh Thị Thủy Linh là giám đốc hành chính công ty Louis Houding, Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ cùng nguyên là phó tổng giám đốc của Louis Houding, Phạm Thanh Tùng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Chí Việt. Vâng thưa quý vị, như vậy là cả 3 bị can mới nhất trong vụ án này là các ông Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, Phạm Thanh Tùng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AGM của Angrimex đóng cửa phiên 18 tháng 12, tăng giá 6,28% lên 11.000 đồng trên một cổ phiếu, nhưng so với đỉnh thì đã giảm hơn 82%. Cổ phiếu TGG của Louis Capital có 3 phiên tăng trần liên tiếp lên 4.590 đồng trên một cổ phiếu, nhưng đến nay đã giảm gần 85% so với đỉnh. Bên cạnh đó, TVB của chứng khoán Chí Việt đã giảm sàn về 4.120 đồng, giảm 84% so với đỉnh cuối năm ngoái.
TVC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt đã giảm 2,08% phiên 16 tháng 12 vừa qua, còn 4.700 đồng, đánh mất 80,5% so với đỉnh. Mở cửa sớm mà sao du lịch vẫn đổi sổ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn ít ngày nữa là khép lại năm 2022. Đến lúc này, có thể khẳng định du lịch Việt Nam không thể cán mục tiêu đón 5 triệu lượt khách như đã đề ra. Với khoảng 3,5 triệu lượt khách, kết quả không nhiều bất ngờ, nhưng nỗi thất vọng thì vẫn rất lớn. Vì sao? Du lịch Việt Nam chính thức mở cửa kể từ ngày 15 tháng 3 trong niềm vui vỡ òa của cộng đồng doanh nghiệp. Ngay sau đó, các doanh nghiệp vẫn chủ động nhập cuộc với nhiều bối rối khi những rào cản về kiểm dịch vẫn còn. Và đến 2 tháng tiếp theo, Việt Nam bắt đầu có những đoàn khách quốc tế đầu tiên đem đến kỳ vọng về một mùa hè sẽ khởi động cho sự phục hồi trở lại vào những tháng cuối năm. Nhưng khi hè đi qua, mùa cao điểm thu đông của dòng khách Âu Mỹ đến, các công ty vẫn chưa có hy vọng nào về việc hồi phục tích cực. Cơ quan chức năng đưa ra nhiều lý do để lý giải cho kết quả thất vọng của ngành du lịch. Nhưng nếu nhìn qua các nước cũng mở cửa du lịch cùng lúc với Việt Nam, những biện hộ ấy rất thiếu tính thuyết phục. Những ngày đầu tháng 12, ngành du lịch Thái Lan làm lễ tưng bừng, đánh dấu cột mốc đạt mục tiêu thu hút 10 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm 2022. 10 triệu lượt du khách này đã chi khoảng 500 tỷ baht, tức là 14,4 tỷ đô la Mỹ, trung bình 50.000 baht, tương đương với 1.442 đô la Mỹ mỗi người trong chuyến thăm xứ sở chùa vàng. Tương tự là Singapore, từ chính sách chống dịch nghiêm ngặt đã nhanh chóng xoay chiều bằng cách nới lỏng du lịch nhập cảnh, số lượng du khách quốc tế đến đảo quốc tăng đáng kể và đang hướng đến con số 6 triệu lượt. Nhiều doanh nghiệp họ nói họ không thất vọng vì Việt Nam là một trong những quốc gia mở cửa sớm nhất nhưng lại đổi sổ về lượng khách so với các nước. Điều doanh nghiệp ngậm ngùi là cách nhìn nhận về ngành này cũng như chính sách hỗ trợ phục hồi cho ngành đang được xem là kinh tế mũi nhọn. Đáng ra, ngay sau dịch là thời điểm chúng ta cần bung lực lượng xúc tiến ra thế giới, tổ chức các buổi roadshow giới thiệu về du lịch Việt Nam ở nước ngoài, các thị trường trọng điểm hoặc các thị trường đang mở cửa rộng rãi, thì các hoạt động này lại thiếu vắng. Phần lớn những hoạt động quảng bá với thị trường mới như Ấn Độ, các nước Trung Đông đều xuất phát từ các doanh nghiệp lữ hành và hàng không, tự nhận thấy có nhu cầu, rồi đi xúc tiến. Dù đã có bước phục hồi, du lịch quốc tế vẫn chưa có cú hích lớn. Việc duy trì chính sách miễn visa 15 ngày như hiện nay là rất khó để khách có thể vào và ở lâu. Ngoài ra, cần bắt kịp xu hướng nổi bật nhất là số hóa. Thay đổi cách tiếp cận 70% du khách đang phải tìm thông tin trên các website, kết nối vào các nền tảng mạng xã hội lớn. Theo các nhà kinh doanh, nếu may mắn thì phải tới mùa hè năm 2023, thị trường inbound mới lại có cơ hội để khởi sắc. Và từ bây giờ, để có bàn đạp cho bước tăng trưởng mới, ngành du lịch cần tập trung phân tích con số hơn 3,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian qua là ai, đến từ đâu và mục đích gì. Vụ trưởng vận động hơn 1 tỷ đồng mua trang thiết bị sai quy định, thành lập đoàn thanh tra. Thưa quý vị, liên quan đến việc một trường vận động hơn 1 tỷ đồng mua trang thiết bị sai quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã thành lập đoàn thanh tra làm việc với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Tân Lộc, huyện Thới Bình. Liên quan đến việc một trường vận động hơn 1 tỷ đồng mua trang thiết bị sai quy định, ngày 18 tháng 12, theo nguồn tin của phóng viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã thành lập đoàn thanh tra làm việc với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Tân Lộc, huyện Thới Bình, theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, sở này cũng cử tổ công tác đến trường xác minh nội dung đơn yêu cầu từ phụ huynh học sinh về việc vận động tiền của trường và phát hiện có những sai sót. Nhưng mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành lập đoàn thanh tra và đến ngày 31 tháng 12 sẽ có kết luận gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chiều 17 tháng 12, một số phụ huynh cũng cho biết trường trung học cơ sở trung học phổ thông Tân Lộc tổ chức trả lại hơn 100 triệu đồng tiền quỹ khen thưởng thu sai quy định năm học 2022-2023 cho phụ huynh. Số tiền được trả trong đợt này chiếm phần nhỏ trong tổng số hơn 1,1 tỷ đồng vận động xã hội hóa ở trường trong 3 năm vừa qua để mua sắm TV, camera và phục vụ hoạt động khen thưởng học sinh. Như đã đưa tin, ngày 23 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận đơn từ phụ huynh về việc trường vận động xã hội hóa sai quy định và thành lập tổ xác minh. Theo phản ánh của phụ huynh, nhà trường vận động tiền xã hội hóa năm học 2020-2021, 2021-2022 để mua sắm camera, TV và một số trang thiết bị
hiệu trưởng giao chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm thu của mỗi lớp hơn 10 triệu đồng, chia đều theo số học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau xác định đây là nội dung phản ánh đúng. Việc vận động tiền xã hội như trên trong điều kiện dịch bệnh chưa phải là nhu cầu cấp thiết, gây khó khăn cho phụ huynh. Hiệu trưởng giao chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm thu mỗi lớp hơn 10 triệu đồng là chưa đúng quy định. Cụ thể, trong 2 năm học 2020-2021 và 2021-2022, trường vận động tiền xã hội hóa hơn 731 triệu đồng, vận động các mạnh thường quân bên ngoài nhà trường hơn 417 triệu đồng. Tổng số tiền vận động là 1 tỷ 149 triệu đồng. Kết quả xác minh cho thấy, trong năm học 2021-2022, trường có lập các loại hồ sơ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt công tác vận động xã hội hóa giáo dục. Trường có biên bản tiếp nhận nhưng chưa mở sổ tiếp nhận tài trợ, chưa thực hiện việc công khai và quyết toán nguồn tiền vận động theo quy định. Một số mục chi thiếu chứng từ hoặc chứng từ chưa đúng theo nguyên tắc tài chính. Việc công khai minh bạch và quyết toán nguồn tiền vận động xã hội hóa chưa được theo quy định. Bên cạnh đó, việc thu tiền vệ sinh nhà trường có lấy ý kiến và được sự đồng thuận của phụ huynh. Tuy nhiên, việc vận động thu tiền để phục vụ cho việc thuê, mướn dọn dẹp vệ sinh trường lớp 30 triệu chi cho 3 người dọn dẹp vệ sinh trong 4 tháng là vi phạm điểm B khoản 4, điều 10 của thông tư 5 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ ban cha mẹ, học sinh và khoản 2, điều 3 thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà trường còn sử dụng đất công làm sân bóng đá, căng tin, quầy văn hóa phẩm, nhà giữ xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án là không đúng với quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công theo Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau chỉ đạo Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Tân Lộc dừng ngay việc vận động xã hội hóa thu tiền vệ sinh và các khoản thu dịch vụ khác khi chưa có ý kiến phê duyệt cấp có thẩm quyền. Nhà trường phải khẩn trương lập các đề án có sử dụng tài sản công và mục đích kinh doanh, cho thuê, liên danh, liên kết, chuyển cấp có thẩm quyền, phê duyệt.